Sơn Đồng qua tiết mục múa đầy nghệ thuật. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
những điệu múa hết sức duyên dáng từ các cô nàng hâm mộ của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, ngày nay xã hội phát triển đã công nhận và thể hiện sự tôn vinh cho phụ nữ rõ nét hơn. Dù vậy, vai trò quan trọng của phụ nữ đã có từ ngàn đời xưa, như Hai Bà Trưng hay cô dân quân mạnh mẽ ra quân chiến đấu. Dù là phải yếu, nhưng việc lớn vẫn xong. Và đây chính là lý do nhiều nhạc sĩ đã ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ, tiêu biểu là bài hát Cô Dân Quân Làng Đỏ. Và ngay sau đây, kính mời quý vị thưởng thức tiết mục Cô Dân Quân Làng Đỏ qua giọng hát của Liên Diệu. Xin chào, kính mời em.